Xin chào tất cả mọi người, chúng ta hãy quay trở lại với kênh youtube Volabot của tôi Hôm nay tôi giới thiệu với anh em một cặp loa sản xuất tại Mỹ luôn Made in USA luôn Đó là một cặp loa 501 Series đầu tiên Series Trơn Chúng ta xem nhé Đây là cặp loa 501 trơn Để chúng ta thấy này Để Cái tem này nó hơi sước à, Tôi chuyển sang cái tem này Cũng thế rồi Đấy trên tem ghi rõ Made in USA này Trên thùng loa Cũng ghi luôn này Cái tem này nó hơi vỡ vỡ một chút À, trước hết về phần lưng thì thông thường những cặp loa như này thì cái lưng nó sẽ hơi bị xấu Đấy, nhưng mà với cặp này cái lưng như thế này thì tôi nghĩ là đẹp được rồi Đấy. chúng ta xem mặt trước à, cặp loa này là một cặp loa mà cái căng là cái căng nó đóng ghim chết luôn thế cho nên là tôi mở sẵn một bên để anh em cùng xem đó Mặt trước của loa nó như thế này, Ở phía trên nóc, chúng ta xem phía trên nóc này, đây là nóc một chiếc này, nhìn chung là đẹp, chấp nhận được với một cặp loa mấy chục năm tuổi. loa 501 series trơn. Ở cấu hình bao gồm có một loa bát 10 inch, tức là 25 cm. Cái đặc biệt của dòng loa này đó là tép của nó ấy, là tép 3,5 inch. Tức là nó lớn hơn những cái tép 3 inch của như là của 301 series 3, 601 vân vân. Đấy cái tép này lớn hơn. Một tép thì ngoảnh ra đằng trước và có cánh định hướng để chúng ta nghe đó còn một tép thì ngoảnh ra đằng sau để phản xạ loa bốt luôn luôn thiết kế như vậy thì với một cặp loa như thế này thì giá của nó là 12 triệu 500 nghìn Hiện nay tôi đang bán ra là 12 triệu 500 nghìn. À, nói chung những cặp 501 trơn như thế này thì anh em cứ xác định là nó sẽ dao động vào khoảng độ 1 triệu. À, có thể đôi đẹp hơn nó đắt hơn một chút, đôi xấu hơn nó rẻ hơn một chút. Nhưng mà nó sẽ loanh quanh ở cái mức dao động là 12 triệu rưỡi. Với cặp loa này ấy, thì à, bát thì tôi đã thay gân. Cái viền này là đã thay. Uh, loa bốt thì cái uh, lâu năm rồi cái viền này nó hỏng. Đó, anh em dùng răm 7 lại thay. Thì gần mút sốt thì thay viền là chuyện bình thường. Còn lại thì tất cả đều nguyên zin. Các loa tép vẫn còn nguyên zin hết, chưa tháo ra. Đó. Để thậm chí đến cái bông ở đằng sau loa tép để hấp thụ cái âm phản xạ ngược, những cái âm phản xạ không mong muốn vẫn là bông nguyên của nó. Đó. Chúng ta nhìn thấy không? Cặp loa này thì tôi chỉ chê có mỗi một điểm thôi. Đó là mỗi một cái lỗi nhỏ nhỏ. Đó là cái góc này. Đấy, nó hơi sát một chút. Đấy nữa. Đấy. Ngoài ra thì tất cả đều ở trong tình trạng hoàn hảo. Một chiếc thôi. Một chiếc là bị hai góc là nó hơi sát một chút đâm ra là tôi tôi thấy rằng nó chưa được hoàn hảo lắm thế còn lại tất cả những cái khác thì tôi nghĩ rằng nó đang ở trong tình trạng rất tốt Đấy. thì với cái bát 25 cm thì chúng ta cũng hình dung rõ là cái âm bát của nó rất là uy lực rất uy lực luôn mà nếu như anh em đã để ý thì cái độ nghiêng của lòng bát với loa 501 đời đầu thì bao giờ nó cũng sâu hơn tức là cái bát này nó sâu hơn này cho nên là âm bát nó rất mạnh, mạnh mẽ, uy lực. Và với cái tép 3,5 inch, tức là tép lớn, thì anh em nghe các cái thể loại nhạc như là bolero, nhạc vàng thì tuyệt vời. À, tuy nhiên tôi cũng khuyến cáo là loa này nó không phù hợp với những dòng nhạc hàn lâm. Thế, thí dụ như là giao hưởng thính phòng này, opera này, thì là nó không phù hợp đâu. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với tôi theo số điện thoại 0904676228 và tôi là Ngọc Khánh, chuyên loa bốt. Xin cảm ơn anh em.